Trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển đã bị hoãn sau hiệp 1 do xảy ra vụ xả súng khiến hai cổ động viên Thụy Điển thiệt mạng. Theo đó, trận đấu diễn ra trên sân King Baldwin ở Brussels, Bỉ vào rạng sáng ngày 17 tháng 10. Hai đội thi đấu quyết liệt và tạm hòa nhau một đều sau hiệp 1. Tiền đạo Victor Giocares ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Điển ở phút 15, sau đó Romelu Lukaku gỡ hòa một đều cho chủ nhà Bỉ phút 31. Tuy nhiên, sau khi hiệp 1 kết thúc, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã thông báo hoãn trận đấu vì có hai cổ động viên Thụy Điển bị bắn chết bên ngoài sân bóng. Theo tường thuật của kênh BBC, hai cổ động viên Thụy Điển đã bị bắn chết gần trung tâm thủ đô Bỉ vào lúc 19 giờ địa phương. Ngoài ra, kẻ xả súng đi xe gắn máy còn rượt theo vài người khác để nã đạn. Chính phủ Bỉ sau đó đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất khi một người đàn ông xuất hiện trong một video trên mạng xã hội tuyên bố rằng anh ta là kẻ tấn công và anh ta đến từ nhà nước Hồi giáo. Đài truyền hình Thụy Điển TV6 cho biết các cầu thủ Thụy Điển đã nói với UEFA rằng họ không muốn thi đấu hiệp hai và các tuyển thủ Bỉ đã đồng ý. Dù trận đấu bị hoãn, nhưng người hâm mộ Thụy Điển được yêu cầu ở lại sân vận động để đảm bảo an ninh. Được biết, tuyển Bỉ đã giành được suất tham dự vòng chung kết Euro 2024 ở Đức vào năm tới, trong khi Thụy Điển không thể vượt qua vòng loại.